Cách dùng tiền thưởng của hoa hậu sau khi đăng quang. Tường San gom hết giải chính, giải phụ, tụ hết chủ nợ lại trả một lượt, thật may là đủ. Em nghĩ là đủ à. Em nghĩ là đủ, em rất là trộm vía được 5 giải phụ và một giải á hậu 2 thì chung quy lại thì nó cũng đủ cho em trả nợ. Thành Vân từng nhận bao lời dèm pha vì dùng tiền giúp cho gia đình. Hờ hen niên, Hoàng Phương nói một đằng, làm một nẻo thì không ai bắt bẻ câu nào. Mình sẽ chích một phần để mình có thể chia sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn như những điều mà mình mong muốn và mình đã từng làm trước đây. Sau khi đăng quang ngôi vị hoa hậu, các ngôi sao sẽ nhận được một số tiền thưởng khá lớn. Và lúc này chuyện họ dùng tiền này ra sao lại trở thành mối quan tâm lớn của khán giả. Hoa hậu Nguyễn Tường San vừa khiến fan nhan sắc nức lòng khi giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế, đồng thời thêm hàng loạt giải phụ khác. Ngay khi vừa đăng quang, người đẹp đã tiết lộ tiền thưởng của mình sẽ dùng để trả nợ vì trước khi đi thi đã vay nợ khá nhiều. Và ngay khi về Việt Nam, cô nàng lại một lần nữa thổ lộ đã hẹn ekip sau khi về nước sẽ thanh toán nợ hết cho mọi người. Người đẹp còn không giấu được niềm vui vì số tiền nhận được vừa đủ để trả nợ, trả tiền cho mọi người xong chắc em sẽ không dư 1.000 tiền thưởng nào nữa. Trong cuộc thi em được 5 giải phụ và 1 giải Á hậu 2, mỗi giải có tiền thưởng khác nhau và gom lại chắc tầm trên 100 triệu đồng. Số tiền này chắc đủ trả nợ. Sự chân thật của Nguyễn Tường San khiến fan càng thương và tin rằng từ nay cô đã ở vị thế mới, chắc chắn tương lai sẽ tươi sáng hơn. Khánh Vân đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 trong sự tranh cãi và ngay sau đó chuyện cô dùng tiền thưởng cũng lại tiếp tục gây sóng gió dư luận. Chuyện là nàng hậu tiết lộ cô sẽ dùng tiền thưởng để giúp đỡ ba mẹ và người thân của mình. Cô cho hay mọi người luôn nghĩ tới những người xa xôi khác nhưng với cô thì giúp đỡ gần, những người quanh mình mới là ưu tiên trước. Hơn nữa ba mẹ của nàng hậu đã ủng hộ hết mình cho con gái nên cô muốn báo hiếu là chuyện rất dễ hiểu. Thế nhưng thời điểm ấy mục đích dùng tiền thưởng cho gia đình của Khánh Vân đã nhận nhiều chỉ trích của khán giả. Thậm chí có người còn mỉa mai rằng nàng hậu trả lời ứng xử bản thân có trái tim yêu thương nhưng lại chỉ yêu thương mỗi gia đình mình. Tuy nhiên vẫn có người bênh vực cho rằng chữ hiếu làm đầu, có tiền giúp đỡ ba mẹ trước là chuyện đáng làm, đáng khen. Hờ Hen Niê đã có những thành tích vô cùng vẻ vang trong sự nghiệp thi nhan sắc của mình. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2017, người đẹp đã dự tính trích 50% tiền thưởng thắng giải để giúp đỡ cộng đồng, còn 50% sẽ dùng cho rồi hình ảnh để đi thi Miss Universe. Cách sử dụng tiền của Hen nhận được nhiều ủng hộ, nhất là dù gia đình còn khó khăn nhưng người đẹp vẫn chọn từ thiện trước. Thế nhưng sau đó nàng hậu này lại không thực hiện như lời nói, cô dành chọn 100% tiền thưởng để làm thiện nguyện khiến cả cộng đồng mạng càng sửng sốt hơn. Không chỉ có vậy, sau khi trở thành top 5 tại Miss Universe 2018, Hen tiếp tục nhận được hơn 1 tỷ tiền thưởng từ các đơn vị lớn nhỏ trong cả nước và cũng dùng tất cả số tiền này cho các hoạt động cộng đồng. Sự cao đẹp của Hờ Hen Niê vẫn luôn được duy trì cho tới hiện tại, nhờ thế cô cũng trở thành hoa hậu đặc biệt trong mắt khán giả. Lê Hoàng Phương đã có một hành trình dài để đi đến ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 và sau khi giành được vương miện, cô nàng đã thẳng thắn tiết lộ sẽ dành một phần tiền để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, một phần nữa là để trang trải cuộc sống hàng ngày và phần cuối cùng là dùng để xây dựng hình ảnh cho hành trình thi quốc tế. Cách dùng tiền thưởng này của người đẹp nhận được nhiều sự ủng hộ của fan nhan sắc và ai cũng thấy hợp lý, nhưng sau đó người đẹp lại là thay đổi chứ không theo kế hoạch ban đầu này nữa. Theo đó Lê Hoàng Phương đã dùng toàn bộ tiền thưởng để từ thiện, giúp đỡ các bệnh nhi bị tim bẩm sinh có cơ hội được có trái tim khỏe mạnh trở lại. Người đẹp này cũng không rình rang nói trước mà sau khi hoàn thành bị gặng hỏi mãi mới tiết lộ. Sẽ là toàn bộ số tiền nhận thưởng của Hoàng Phương tại Miss Grand Việt Nam thì Hoàng Phương cất gửi ở đó và hoàn toàn là để làm cho những dự án cộng đồng.